Chào tất cả mọi người nha. Cái hôm trước là mình có đặt bầy sóc ở đây này mọi người này. Cái video mà mình vừa đăng đấy là mình đặt hang rau đây, xong mình để nó một ngày mình đi thăm. Trong này thì có một cái bầy mọi người này, bầy sóc này. Đấy, dính một con sóc đó mọi người. Đây này. Được một con sóc đầu tiên nha mọi người. Hôm bữa là mình cắt lúa về là mình không lấy, mình để đây luôn mọi người ạ. Chỗ này có một cái. Đâu rồi? Mình có làm dấu mà. Ôi đây. Không phải. À đây. Ôi dính con chuột chuỗi mọi người ơi. Đây này. Cái chuột này hôi lắm mọi người ạ. Nhìn dính nó này chứ, bỏ tay. Ôi, cái này là mình cởi anh dục nó đi. Con này hôi lắm mười à. Rồi, xong. Tiếp tục nha mọi người. Cái gì đây mọi người? Mọi người này. Thật là đồ rắn kinh khủng luôn này. Đây mọi người. Cái nét của nó này. Đồ. Quá to rồi mọi người. Ô tí kia nó bị chết rồi mọi người. Nó kẹp ngay cổ luôn kìa. Đồ. Tí kia luôn á. Ba cái bẫy mà được hai con, một con rắn thứ bự luôn mọi người. Được. Bây giờ anh em mình cũng đang cắt lúa bên kia mọi người. Cắt lúa phía bên kia kìa. Giờ mình sẽ mang con rắn này với con sóc này. Rồi mình sẽ lấy bẫy chuột này để mà đặt trước chỗ mà người ta cắt đó mọi người. Người ta cắt trước này mình sẽ đặt phía bên trước kia để mà chặn đầu con chuột. Chuột nó đi lên phía trước là sẽ dính nha mọi người. Giờ mình sẽ lên đó nha mọi người. Ủa, con rắn này nó bị chết rồi mọi người. Tí nữa mình xem nó còn ăn được không nha. Giờ mình sẽ tới chỗ mấy người. Mấy anh em mình đang cắt lúa nha mọi người. Giờ mình sẽ cầm cái bẫy hồi nãy là mình có đặt dính rắn đây nha mọi người. Mình sẽ đặt chỗ ở ruộng này nha mọi người. Phía bên này thì anh em mấy chị em phụ nữ thì đã cắt xong rồi. Đây này. Còn chưa lại khúc kia. Giờ mình sẽ chặn đầu là mình đặt trước cái bẫy này để mà mấy chị em phụ nữ cắt á. Cắt từ đoạn này là chuột nó sẽ dần dần nó dồn lên trên kia là sẽ dính bẫy nha mọi người. Giờ mình sẽ đi đặt thử trước nha, xem nó có dính nha mọi người. Đây nè mọi người. Họ cắt rất nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa xong, còn một chút xíu dưới kia nữa. Giờ mình sẽ đi tới đó đặt. Hôm nay là ngày cắt lúa cuối cùng rồi mọi người ạ. Đây là mọi người. Đây là mấy anh em mình ngồi đã đặt trước rồi này. Giờ mình sẽ tiếp tục đặt chỗ này, thêm chỗ này một cây nữa. Giờ đường rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ test nha mọi người. Tí nữa mấy chị em phụ nữ có cắt xong nếu mà có những thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Giờ chị em phụ nữ cắt thì cần tới đây là mọi người. Cái bẫy này thì mình phát hiện ra là nó vừa mới sập và đã dính rồi sao mọi người. Ở đây mọi người này. Đủ chuột khá to mọi người ơi. Đây. Đủ chuột bị cắn. Mình cứ đặt trước này là dính nha mọi người. Con này cũng khá là to đó mọi người. Đây là con đực nha. Nó có hai hòn giấy này. Đây tiếp tục được một con. Đấy, cần tới rồi nên là nó dính rồi mọi người, được hai con rồi. Tiếp tục một con nữa đây. Đây bích bích đấy, thành nhiều tơ đọc lại.
Đây ra đây. Con ngoài kia cháy rồi hay sao, đập mà không trúng. Ê ha ha, tiếp tục một con. Đây biết ra miệng. À, giờ mình đã thu hết bẫy rồi nha mọi người, cũng đã cắt từng xong rồi. Chỗ này còn một cái bẫy nữa. Đây dính rồi, bẫy cuối cùng dính luôn. Đây tiếp luôn còn một con. Tất cả là con 5 con nha mọi người.